không bị thiết. Trận đấu thứ số 1, vận động viên đơn vị Bắc Ninh được chuyển mới thắng cuộc. Trận đấu tiếp theo, mời hai vận động viên đơn vị quân đội AK Bà Rịa Vũng Tàu AO tập trung ra sàn thi đấu. Với tỷ số 1-0, Vân Huyết Đà Nẵng thắng cuộc.